Do xây dựng đã lâu, không được nâng cấp, sửa chữa, nên hiện nay tuyến đê bối giáp sông Hồng của xã Phú Cường, Hùng Cường, thành phố Hưng Yên đang bị xuống cấp, khiến cho nhân dân đi lại rất khó khăn. Tuyến đê bối qua hai xã có chiều dài trên 10 km được xây dựng từ đầu những năm 1970, có tác dụng ngăn lũ, bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân hai xã Phú Cường và Hùng Cường. Tuy nhiên, sau nhiều năm chưa được nâng cấp, cải tạo, mặt đê xuất hiện nhiều ổ gà và chưa được cứng hóa, nên hiện không còn đảm bảo nhiệm vụ phòng chống thiên tai và khó khăn cho việc sản xuất đi lại của nhân dân. Đáng báo động là trong đợt tháng 7 vừa qua, trên địa bàn xã Phú Cường xảy ra sự cố sạt lở khá nghiêm trọng. Đoạn kè thuộc địa bàn thôn Tân Mỹ 2 đến nay chưa được khắc phục triệt để, mặc dù vẫn đang trong mùa mưa bão. Khi phát hiện ra thì tôi cũng báo cáo lãnh đạo địa phương, báo cáo với các cấp có thẩm quyền, kịp thời gia cố và xây dựng lại mái kè cho xã Phú Cường. Nếu như trong mùa mưa bão nước lên to mà những cái điểm kè bị sạt lở mà không kịp thời gia cố kè đá thì cái nguy cơ nước xoáy và dòng xiết chảy xiết sẽ gây ảnh hưởng sạt lở lớn và sạt lở nhiều và gây ảnh hưởng nặng nề đến cái đất nông nghiệp sản xuất của nhân dân.